của buổi gặp thứ nhất của ngày 11 tháng 9 năm 2018. Bên tay phải trong tay là ông Đô mặc áo đỏ, là ông Đô Nguyễn Nghiêm Thảo ở khu 6. Ông bên tay trái trong tay là ông Đô Đỗ Đình Cường ở khu 5. Vâng, các vận động viên được chuẩn bị. Vâng, nhân đây chúng tôi cũng xin mời tất cả các ông Đô, tất cả các sân chơi, tất cả các ở các câu lạc bộ ở đâu về thôn Thủy Lôi với tôi để ngày mai dự đánh giải. Ngày mai là ngày 12 và ngày 13 chúng ta thực hiện đánh giải. Xin mời tất cả các ông Đô ở các sân chơi cũng như các trường câu lạc bộ thể dục thể thao ở đâu về sân mình thôn Thủy Lôi. Xin mời trân trọng kính mời tất cả các ông Đô. Vâng, các bạn đầu tiên được bắt đầu. Cũng như móng tay để các ông cô lưu ý cho đây là vật nối truyền thống của thôn cũng như truyền thống của dân làng. Để các ông cô lưu ý cho về móng tay và hoa tai và nhẫn và vòng. Vâng, chúng ta có thể gửi ban tổ chức. Nguyễn Nghiêm Thảo là hai hạt giống của thôn nhà để khai mạc kèo vật đầu tiên của thôn Thủy Lôi. Và mặc dù khán giả vẫn còn thưa thớt, chúng ta cho chạm vào tay để cổ đồ tay vô. Đây là cao vật khai mạc. Ông Đô Khố Đỏ là ông Đô Nguyễn Nghiêm Thảo. Giơ tay lên, đã nhất thắng một keo. Xin mời hai ông Đô ra giải lao. Đây là một keo vật.